Wow, tướng mới các bạn ơi, có tướng mới. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mặt các bạn là vị tướng có tên gọi đó là Dragonfly Tuyệt Mệnh Kiếm. Đây là chất tướng đấu sĩ tiền vệ. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu qua về bộ kỹ năng của vị tướng này nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhìn qua về ngoại hình. Ngoại hình của anh chàng này thì mình nhìn thấy khuôn mặt khá là trẻ á. Khá là trẻ chứ không có già dặn mọi người ạ. Chắc là mới vào nghề, mới gia nhập Liên Quân. Và các bạn có thể nhìn thấy trên tay của vị tướng. Vị tướng mới này có hai loại vũ khí nhá. Một bên là cầm kiếm, một bên là cầm, giống như kiểu nó cũng là kiếm nhưng mà chả biết. Một bên là cầm kiếm đỏ. Ok, tóc trắng nè. Nói chung là thân hình khá là mảnh khảnh, không biết là kỹ năng ra sao, không biết là võ công có cao cường hay không, gia nhập vào Liên Quân có bị ăn hành hay không, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ kỹ năng nhá. Thật ra thì tướng mới mà mình muốn vào đấu cho mọi người thì trước tiên cũng phải giới thiệu qua về bộ kỹ năng, cũng như là tìm hiểu cùng với các bạn để xem là kỹ năng của anh chàng này ra sao. Chứ mình cũng không có hồng hộc vào đấu thường luôn các bạn ạ. Chúng ta phải hiểu được kỹ năng thì chúng ta mới đỡ bị ăn hành nhá. Let's go! Bây giờ mình cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu qua về cái bộ kỹ năng của vị tướng mới này. Nhưng mà trước tiên thì mình phải chờ đợi ma lốc nó ra đứng giữa và sau đó là mình sẽ để cho nó đứng im tại chỗ. Lúc đấy thì mới giới thiệu về bộ kỹ năng. Đầu tiên sẽ là về nội tại của vị tướng mới này. Nội tại: đánh thường gây sát thương hỗn hợp phép và vật lý. Đòn đánh thứ tư liên tiếp trúng mục tiêu sẽ gây sát thương chuẩn. Wow, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Các bạn thấy hấp dẫn chưa các bạn ơi? Đây nhá, từ từ đợi mình ra mình cho mọi người xem. Đánh thường gây sát thương hỗn hợp. Đây, ra mình đánh thử ma lốc xem nào. Đánh thường, ô sao không có sát thương ta? Hình như là mình đang bật ở chế độ, ồ chết rồi, mình đang để nó bất tử các bạn ạ. Sorry mọi người. Đây các bạn có thể nhìn thấy là ui, đánh này có sát thương vật lý và cả sát thương phép luôn, sát thương hỗn hợp các bạn ạ. Khủng khiếp. Ok, bây giờ là ma lốc của chúng ta nó trâu hơn một tí rồi. Và mình sẽ cùng đánh tiếp với nó để test cho người nha. Đó các bạn này, đánh thường này, đòn thứ tư liên tiếp sẽ gây sát thương chuẩn. Đó, có sát thương chuẩn 427 đấy mọi người. Sát thương chuẩn đó, 434 đấy, các bạn nhìn thấy sát thương chuẩn chưa? Wow, sát thương chuẩn chí mạng có luôn các bạn ạ. Trời ơi, không thể tin nổi. Và không chỉ thế đâu, nội tại của vị tướng này nó còn có đó là đánh thường lên tướng sẽ tích tụ dấu ấn, đủ 8 lượt sẽ hồi 12% máu đa mất và tăng gấp đôi nếu đạt 16 lượt, đồng thời sẽ không thể tích dấu ấn trong một khoảng thời gian dài. Đấy nha mọi người nhá, máu của mình rất là yếu này. Các bạn nhìn mình đánh thường và mình tích điểm này, mình tích đủ 8 lượt thì mình sẽ được hồi 12% máu đã mất. Để xem nào. Uầy, hồi rất nhiều máu các bạn ạ. Trời ơi, 1400 này thì ai chơi. Hồi cực kỳ nhiều máu luôn. Khi mà mình đủ 8 lượt sẽ hồi 12% máu đã mất. 16 lượt thì mình sẽ không thể tích được dấu ấn trong một khoảng thời gian. Và đặc biệt là 1% tốc đánh chuyển thành 2 công vật lý. Đòn đánh tường không ảnh hưởng bởi tốc đánh nha mọi người nha. Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Vừa đánh gây ra sát thương chuẩn, vừa đánh khả năng hồi phục máu. Mình đánh một tí mà mình được hồi bao nhiêu máu đây này. Đấy là về nội tại. Đấy, tiếp theo là về chiêu 1 của vị tướng này. Chiêu 1: dùng kiếm quét về phía trước gồm có 4 phân đoạn và 9 lượt sát thương. Sau khi dùng sẽ vào trạng thái hồi chiêu. Phân đoạn đầu tiên sẽ làm chậm và đánh bay kẻ địch ở trung tâm, gây sát thương phép và vật lý nha mọi người nha. Phân đoạn cuối có thể gây sát thương liên tục. Đây mọi người nhìn này. Wow, đấy hất tung lên chưa? Đó, hất tung lên đấy. Có thể các bạn có thể kích hoạt được hiệu ứng đánh thường nha mọi người. Các bạn thấy đây là mình hất tung này. Sau khi mình đánh thường 4 phát là mình có thể sử dụng chung. Uầy, muốn như Nakroth. Trời ơi, các bạn nhìn thấy cái hình số, cái chiêu của một của nó nhìn rất là giống kiểu Nakroth luôn. Đấy nha, có thể kích hoạt được hiệu ứng đánh thường. Ví dụ mình đánh thường nha, 1, 2, đấy, 3, 4. Đây, mình ra mình sử dụng chiêu 1 này. Đó, nhầm. Từ từ làm lại nha. Rồi, ok, ra sử dụng chiêu 1 này. Múa, ui, múa gắt chưa. Khá là đặc biệt. Số phân đoạn sẽ dựa trên số dấu ấn của đoàn đánh tường nha mọi người nha. Trong 3 phân đoạn đầu thì nếu tấn công đầy đủ sẽ miễn khống chế.
lượt cuối cùng có thể thay đổi được hướng đi. Bạn có thể thay đổi được hướng đi và hướng nó sử dụng chiêu. Thế này, bay này, xoay, đấy, xoay, ác chưa? Ui, Sa Tương chuẩn chí mạng luôn các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng thứ hai. Chiêu 2 của vị tướng này đó là lướt về phía trước gây sát thương và giảm 10% giáp và giáp phép cho kẻ địch trúng chiêu. Uầy, giảm cả giáp và giáp phép luôn các bạn ạ, khủng khiếp. Hai tướng địch đầu tiên trúng chiêu sẽ bị trói chân cho mọi người nha. Đây, lướt về phía trước. Các bạn đấy là theo hướng chỉ định nha. Lướt về phía trước này, đó. Rất là cơ động đúng không? Và lập tức ma lốc sẽ bị giảm giáp luôn rồi, giảm giáp và giáp phép luôn. Bây giờ mình sẽ để cho ma lốc nó di chuyển để mình cho mọi người xem qua chiêu 2 của vị tướng này, nó khóa chân, nó giữ chân đối phương như nào. Nó bị giữ chân 1,5 giây các bạn thấy chưa, nó bị đứng im 1,5 giây đấy. Từ từ đợi mình xíu. Đây, ra một lướt chiêu 2 thẳng vào ma lốc là sẽ giữ chân được 1,5 giây. Lướt này, đấy, ma lốc bị đứng 1,5 giây. Lướt này, đấy, bị đứng ngay. Các bạn nên nhớ là chiêu 2 này nó tích được 2 lần thôi, tích tối đa 2 lần. Thế nên là mọi người đang nhìn thấy là đang quay vòng tròn. Khá là lợi đúng không nào? Lướt cơ động. Có thể lướt được qua địa hình nha mọi người nhá. Đấy, giữ chân nó lại này. Nói chung là có khống chế, có cơ động, có khống chế. Các bạn nên nhớ giúp mình đó là sau khi mình sử dụng chiêu 1 ấy, mình đang quay, mình đang xoay kiếm như kiểu Nacross ấy, thì mình sẽ không di chuyển được nha. Sau khi sử dụng chiêu 1. Đây mọi người nhìn giúp mình này, nó giống như kiểu Nacross ấy. Mình chém thường nhá, và sau đó là kích hoạt chiêu 1. Đó là mình không thể di chuyển được luôn. Các bạn thấy cái thanh dài trên đầu không? Đây này, lướt ra ngoài đấy. Nhưng mà lướt chiêu 2 thì được. Trong khoảng thời gian các bạn đứng im các bạn múa thì các bạn lướt chiêu 2 vẫn được. Nhưng mà nếu mà các bạn đứng im các bạn múa như thế này, các bạn sử dụng ngón tay cái của bạn, các bạn di chuyển nói thì nó không di chuyển được nha. Vì tướng này sẽ không di chuyển được. Đấy các bạn thấy không, không di chuyển được luôn. Nó đứng im nó múa như kiểu Nacross một chiêu cuối ấy. Thế này. Đấy, không di chuyển được luôn các bạn thấy không. Đứng im tại chỗ để múa. Rồi, chiêu 3 của vị tướng này, bay lên trời phân tân. Wow, khủng khiếp thật. Từ từ mình sẽ cho mọi người xem qua cái điều bất ngờ của chiêu 3 nhá. Để cho mình giảm máu xuống đã mọi người ạ. Đây mọi người nhìn thấy là mình mất rất nhiều máu. Bây giờ mình đã kích hoạt chiêu cuối đây. Phép màu. Wow, hồi 1800 máu trời ơi. Không bị chọn là mục tiêu là thứ nhất. Và đặc biệt là sau khi mình hạ cánh một cái thôi là mình sẽ được hồi rất là nhiều máu các bạn ạ. Quá là bất ngờ. Đặc biệt là mọi người thấy là sau khi mình kích hoạt chiêu cuối là ma lốc được, nó bị di chuyển chậm đúng không? Hồi rất là nhiều máu luôn. Chiêu 3, khóa một tướng địch và biến mất 1,5 giây. Sau 1,5 giây sẽ đáp xuống và gây sát thương theo phần trăm máu hiện tại của mục tiêu cho các tướng địch lân cận. Mỗi tướng địch xung quanh tăng thêm 25% sát thương tối đa 50%. Và các bạn nên nhớ là nếu mà khóa chiêu vào tướng địch sẽ làm chậm 50% như vừa xong là mình đã làm chậm ma lốc nha. Còn nếu khóa chiêu vào đồng minh thì sẽ được tăng 50% tốc đánh. Nhưng mình hiện tại thì đang trong phòng đấu tập, thế nên là mình không có tướng đồng minh. Vậy nên là mình không được tăng tốc đánh cho đồng đội rồi. Chiêu 2 lướt rất là cơ động nha mọi người. Chiêu 3 thì không thể nào kích hoạt được vào, không thể kích hoạt được vào quái rừng hoặc là lính. Nhưng mà chiêu 3 này mọi người thấy là sau khi mình bay lên trời một cái thì ma lốc sẽ kiểu như là di chuyển rất là chậm luôn, bị giảm tốc độ di chuyển đấy. Trời ơi, các bạn thấy khủng khiếp chưa? Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn video clip tại đây các bạn ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi nha. Và hẹn các bạn vào video clip test vị tướng này trong đấu thường, bởi mình cũng đã hiểu sơ sơ, hiểu sương sương về bộ kỹ năng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye mọi người. Nghỉ lễ tưng bừng giảm giá cực sốc từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 chỉ với 399k bạn sẽ sở hữu ngay combo 3 áo thun Ngộ Không Băng Hầu, Ari Mị Hồ hay Tên Ngân Lang. Vòng quay quà tặng đặc biệt, nhiều phần quà hấp dẫn, 100% tỷ lệ trúng.